Susdey ta okne ni che clip ti 16. Okay, hello everyone, this is clip number 16. Target 1 learning expression idiom and saying ba tae tong chmuoy nang target ti 1 na ba learning expression idiom and saying. Okay, now look at the sentence number 151 ba som mue tae vyok ti 151 ba out of sight out of mind. Okay, one again, out of sight out of mind. Ba, so mơ ca phần dụng hàng kraum. Ba, saying ba chia sổ phía sách. Said to emphasize that. Ba, trở ba này dây đam bay sẵn còn này thá. When something or somebody cannot be seen. Ba, nơ pê đai ở vầy muối đưa con ở nà mà nè. Mình trở ba kể khơi. It is easy to forget them. Ba, cứ mê này thá. Vì nghe sửa nâng cá bằng plích. Ba, nẹ nốt đưa con ở vầy muối nốt. Ok, chẳng dân mơ theo hàng lớn. Mê này thá. Out of sight. Out of mind ba chẳng mình nói tha clip chngai nai chật ba clip chngai nai chật chẳng mình nói tha lệch bạn khơi tới cứ nai chật đó. Ok, look at sentence number 152 ba sơ mơ tới ví dụ ti 152 ba like father like son. Ok, like father like son ba sơ mơ ca ví dụ khang crau ba chia sơ phía sát tiệt hay chẳng dân khơi tha clip thì 15 năng thì 16 nó cứ ta sắp ta chia sự phía sắt tại mà đòn và chân mà phay sự phía sắt nó cho phần này tại mà đòn chân nẹ sắc xa tăng lái ở cô tại ở thừa ca trọng trăm và cứ lọ mạnh tên bạn còn trang trong bộ bản tỏ và saying và chia sự phía sắt used to say that và trang bàn cái pra đảm bài này dạy thá son character và mình đây ta trả rực lẹ cả nạ rồi bỏ con bro or behaviors ឬក៏កັບកិរិយារបស់កូនប្រុស is similar to បាទគឺដូចគ្នាទៅនឹង that of his father បាទគឺដូចទៅនឹងឪពុករបស់គាត់ អញ្ចឹងមានន័យថា life like father like son មានន័យថា ឪពុកម្ដាយគឺកូនអញ្ចឹង បាទឪពុកម្ដាយគឺកូនអញ្ចឹង Okay, now look at clip numbers 100. Now look at sentence number 153. Ba, so mơ tới ví dụ thì 157. Ba, beggar can be chosen. Ba, okay, one again. Beggars can't be chosen. Yes. Ba, so mơ các ví dụ khác nhau. Ba, cứ saying ba chia sự phía sát. Ba, something that you say. Ba, với đây là giấy. Which mean, mean này thả. When you cannot have exactly. What you want ba nơ pê đai nè mần aich mien avoy nơ ba mần aich mien avoy đai nè chong ban you must accept ba nè trâu tae tutu yok whatever you can get ba nơ avoy đai nè aich tutu yok ban chăng mien nai tha avoy đai aich tutu yok ban trâu tae tutu chăng bjo khang lơ beggar can be chosen mien nai tha khmien chumrœh phsaing tiet te ba mien nai tha khmien chumrœh phsaing tiet te chăng trâu tae tự tôi dọc. Ok, now look at the sentence number 154. Bạn sẽ mơ tới vụ dụng tí mở rồi 24. Beauty is only skin deep. Ok, one again. Beauty is only skin deep. Bạn sẽ mơ các vụ dụng hàng khảo bạn sẽ yên chia sự phía sách. Set to emphasize. Bạn trở bàn kê này dê sự phía sách này đảm bài dòng gọt này thá. A person's character. Bạn chả rắc rộng bỏ nửa nào mà nè. Is more important than how they look. Bà mình này thà bia sống khăn chiêng đại thà ta bộ kê nút mơ tớ bạp nà. Bà chẳng mình này thà beauty is only skin deep. Mình này thà sống phoa còn tài chế cương lồng ọ kháng kháu tay phần nọ. Bà sống phoa còn tài chế cương lồng ọ kháng kháu tay phần nọ. Chẳng mình này thà dừng mơ tớ kháng kháu. Bạn khuyên là vấn đề ai character dạng nào mới nếu dừng ở đằng này trong bên này ta xong phố còn ta chỉ cường lùng o và bị khẳng khai tại phần nào. Ok, now look at the sentence number 155 và xong mơ tới ví dụ ti mở rồi 25. Charity begins at home. Ok, one again. Charity begins at home. Và xong mơ tới các ví dụ khẳng khai ông bà say in bà chia sụp hiệu sạch tiền hãy. You should take care of your family ba nè cô tài mơ thai tôm thai đại xa không bố xa bọn nè and other people hay nâng nè đợi tay tiết who live close to you ba đây có rô nơ chì mùi nè rư gò chật nè before helping people ba môn bê chui nẹp sến who are living
further away và đại bàn rút ngay bị nẹ or in other country rưu có nơi bà tế sánh tiền và chẳng mình đây ta charity begin at home mà charity nó bởi dương bộ ta anh mình đây ta ông cam nó thua anh chẳng á và bọn ta được nông lý dương bộ ta charity begin at home và chẳng mình đây ta chui khuôn anh môn chui nợ đỏ tay và mình đây ta chui khuôn anh môn chui nợ đỏ tay và chẳng mình đây ta okay, look at sentence number 156. Ba, summer tờ vừa dụng tì mà rồi ha sắp ra môi. Ba, you should cut your coat according to your cloth. Okay, one again. You should cut your coat according to your cloth. Ba, summer ca vừa dụng. Ba, UK saying. Ba, cứ chia số phía sát đồ bò chạc phục bằng lễ. Set to emphasize. Ba, tất cả bạn này dễ đảm bài dân còn này thế. That someone should do the best. Ba, mình này thà, nè nàm nè cú tài thơ ỏi bàn lỗ. They can with, yeah, they can with the limited money they have. Ba, chẳng mình này thà, bộ kê ai tụ bán nơi tập bà đại tập bàn cầm nọt đại bộ kê cú tài ai tụ dọc bàn. Ba, chẳng mình này thà, you should cut your coat according to your cloth. Ba, mình này thà, ធ្វើអ្វីឲ្យប្រមាណនឹងខ្លួនបាទមានន័យថាធ្វើអ្វីឲ្យនឹងប្រមាណនឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងមានន័យថាជាពិសេសគឺលុយបាទមានន័យថាយើងមានប៉ុន្មានយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅយ៉ា Okay, look at sentence number 157 បាទសូមមើលទៅប្រយោគទី 157 Don't count your chickens before they hatch. Okay, one again. Don't count your chickens before they hatch. Bà sẽ mở các vật dụng kháng cáo, bà chia sẻ yến, bà chia sẻ phía sách, set to emphasize, bà trao bàn để dây đảm bài sẵn còn này thế. You cannot depend on something. Nếu mình ai rộng phân từ lửa với muối happening, bà với muối đại cạt láng, before it has happened, bà muốn phê đại việc cạt láng nổi tệ. Chẳng mình này thế, don't count your kitchen, chicken before they had. Mình này thế, cộng a o mà cộng a o mình đây là cộng a o a mình đây là bởi dương thọ mà đá mình đang cộng a rob mon môn về với nhau nè và bị hết mình đây nhau chân chầm nhau sân chầm chầm rob mình đang khởi phong tức đọc ô anh đừng tầm mon đọc ai đọc bàn bàn đi anh chân á mình đây là chầm với nhau sân bộ việc là phong mon nó bị ẩn nhau đấy mà khởi đọc bàn đây nhau bàn buồn bàn mình chân á anh chân mình đây là cộng a o mà cộng a o okay. Okay, now look at sentence number 158. Bà xong mơ tay vào dụng tìm ở rồi 2 sắp rộng bày. Better the devil you know than the devil you don't. Bà chẳng dừng anh dây thông bà này ta. Better the devil you know của bạn. Rồi gọi dừng thay biết đó. Than the devil you don't. Bà xong mơ các vào dụng kháng khảo. Bà chế UK saying. Bà chế sắp phía sắt đồ vào chạc phục ổng lễ. Sẹt. Bà trở bàn dây. When you sing. Bà nó phê đà nạ kết. It is wiser, bà mình đây ta chả là tiếng, to deal with someone, nằm bây đó sẵn cho mỗi nằm này. Familiar, bà chỉ lẽ cả nạ mùi, dường hay ta familiar, đặc nạ đã dường ai đăng, ai lưu, ai score, ai dồn bà. Although you do not like them, bà tu bây chìa dường, dụ bây chìa nẹ mần châu trận kê cả đáy. Then to deal with someone, chìa chiêng thưa đó sẵn cho mỗi nằm này. Who you do not know, đại nẹ mần score. Yeah, who might be worse? Bà, nẹ nốt bà hai chế ạ cọ chừng này. Chẳng mình thà, better the devil you know than the devil you don't. Mình thà, chuồn chất chương chiến, chia chiến chuồn chương ngài. Bà, chuồn chất chia chiến chuồn chương ngài. Ok, now look at the sentence number 159. Bà, xong mơ tơ vô dụng tìm rồi 2 sắp rằm buồn. Why don't you just ask him to pay? Yeah, why don't you just ask him to pay? That easier said than done. Bà chẳng mình đây là một nụ pin nẹ dây ná. Tìm mối mà nẹ dây tha. Why don't you just ask him to pay? Bà mà nẹ tiền dây tha. That's easier said than done. Bà sớm mơ cao vô khẳng cọng. Informal. Bà ní ai thật chỉ informal của bạn. Ai chỉ sự phía sách của bạn đây ná. Bà sẽ thật bà nẹ dây. When something seems like a good idea. Bà nợ pê đài ở vầy mối. Vì hạ đồ chìa cùng đợt lõ. But it would be difficult to do. Phần tay vì bị bạn đang cả thử. Chẳng là nên dạy thật, why don't you just ask him to pay? Hay đây bạn trên là ai mình xong mời con chui tranh ao tới bà tranh đối ý nè.
chẳng mình đang dễ ta that easier said than done chẳng mình đây ta dễ chơi ta sửa lại bà thưa về bà rừng lôi cả ok chẳng hào ý nâng về mình sửa lại chẳng that easier said than done bà mình đây ta dễ về chơi ta sửa lại bà ta thưa bà về bà. Ok, now look at sentence number 163 bà cứ chơi bà dục trong cơ rào bà a man home is his castle bà mình đây ta a born again, a man home is his castle. Bạn sẽ mở các video kháng cáo UK old fashion saying bà cứ chia sự phía sát bộ ràn nà, rồi bỏ chạc phục bằng lễ. You to show that English people bà đây trở bàn kia bà bà đảm bày bằng hai ta chuẩn chết ông lê bà believe that chưa chạy tha they should be able to control bộ kê ai cực cực bán what happened in their own home bà chẳng mình đây ta nợ quay đại bàn cả láng nợ tiết bảo phụ kế and that no one else hay không biết nội nam mà nè suốt theo đấm cô tại bà phụ kế what to do there rứ còn nợ quay đại trời thơ nợ tì nụ chẳng mình đây ta a man home is his castle miền này thả không biết còn lại nà đại bảo xa chiếng tiết luôn ai đây chẳng mình đây ta không biết còn lại nà đại bảo xa chiếng tiết luôn ai mình đây ta đại tiết dương gửi ai dương chẳng phở ấy bài na bà mặt chẳng nà bà chia đây bà chẳng sống bảo quân nà tỏ cái đại bàn châu rôm sạc xa chẳng mỗi khi nhóm đại clip thì đọc bảo môi này bà thank you all be love yeah learner okay bye bye see you in clip number 17.